Bây giờ là 11 giờ, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2024. Báo cáo với lại các thượng đế, từ sáng tới giờ chưa có thượng đế nào Trần Vân chốt cả. Số điện thoại 0368888479 vẫn em đứng trên cầu đợi anh, vẫn đợi các anh trên dải chữ S Trần Vân chốt những chiếc radio cassette, linh phụ kiện về radio cassette, băng cassette hân hạnh được phục vụ các anh. Xin thưa với lại các anh, chúng ta phải hoan hô anh Phan Đình Đáp. Đây là cục giữa đài Sony 710 của người Thượng Đế ở Bắc Ninh. Video ngày hôm qua, đêm ngày hôm qua, mình đã chia sẻ với lại mọi người hai video rồi. Bây giờ tháo ra để tắm rửa. Tháo ra để tắm rửa. Chân ốc này. Đấy, chân ốc bét thì là nhè chuét hết cả ra. Chân ốc này. Chân ốc bên đây thì còn này. Chân ốc bên đây thì còn này. Đấy, còn lò xo cửa băng thì phải độn nó vào. Đây này. Độn cái lẫy nhựa để lắp lò xo cửa băng này. Đấy, chân ốc này thì còn này. Chân ốc này thì còn này. Thế nhưng mà bắt toàn nó sai ốc. Còn chân ốc này thì đã được coi như thế là cái này không phải là đổ bê tông. Vì bê tông nó phải có sắt, có thép, cắt đá xi măng, một xi, hai cắt, ba đá, ví dụ cái mác đấy nhá. Này, cái này không phải đổ bê tông, nhưng mà cái này cũng chắc như đổ bê tông vậy. Này. Đấy. Thế nhưng mà người Thượng Đế ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh sáng nay liên hệ với mình nhá. Bỏ qua như thế là những cái vỏ như thế này thì anh chuyển trạng thái sang Phan Đình Đáp cho tôi. Thế nên là đúng là chúng ta một lần nữa lại hoan hô anh Phan Đình Đáp. Cái này không phải tắm rửa gì cả, cái này Phan Đình Đáp rồi, không phải tắm rửa gì cả, bỏ ra ngoài kia nhá. Đấy, riêng với cái mặt này đấy, xem nào, có khi lấy lại được hai cái cửa băng, khi lấy lại hai cái cửa băng đây này đấy, cái cửa băng này nó vẫn còn chân, nó vẫn còn cái chân nhựa đây này, đây, đây nó vẫn còn cái tai nhựa này, nó vẫn còn cái tai nhựa để đỡ băng này. Đây. Đấy, lấy lại được hai cái cửa băng, hết phim. Cũng là còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Như thế này thì chả Phan Đình Đáp thì còn giữ lại làm cái gì. Giữ lại làm cái gì nhá. Cũng là người Thượng Đế ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Thật là sáng suốt. Đây là cái vỏ đằng sau. Cái vỏ đằng sau hai cái con ốc bắt bắt nguồn này này. Bắt cái vỉ nguồn, bắt được những cái con ốc như thế này. Tất nhiên là nó hỏng rồi nên là ngài bây bắt bằng những cái con ốc như này. Đây. Đây nó vẫn còn đây. Đấy. Cái nguồn này thì hôm qua là mình test là nó không lên, nó không lên, không biết nó tại làm sao. Đây này. Đấy. Không biết là nó tại làm sao. Mà hôm qua mình lắp cái bộ nguồn khác của mình vào thì cái đài này vẫn nói, cái nguồn này thì không biết làm sao. Không biết nó hỏng cái gì. Thôi cứ bể đây tắm rửa sạch sẽ đã nhá, hồi sau sẽ rõ. Còn đây là cái vỏ đằng sau. Cái vỏ này, cái chân đây này, đấy, cái chân này lắp cái vỉ nguồn vào đây này, bên đây đây này, đấy, nó chét, nó nứt, nó gãy, nó vỡ ra. Mới đầu mình cứ tưởng là năm cái chân ốc này còn ấy thì vẫn giữ lại cái vỏ này được, cái vỏ đằng sau này, đấy, thế nhưng mà đây này, như thế này thì chả Phan Đình Đáp thì còn giữ lại làm cái gì nữa, đấy đây, đấy, cái vỏ này cũng không phải đánh rửa nữa. Ê. Cái này Phan Đình Đáp thì lấy lại cái anten, lấy lại cái anten. Vì cái anten này là anten zin, anten đầu nhựa này. Anten đầu nhựa này là anten zin của cái đài này. Anten zin, cứ lấy lại. Nói chung là tận dụng được cái gì thì tận dụng. Thế còn nắp pin thì thôi, nắp pin thì Phan Đình Đáp. Nắp pin mình không có nhiều, thì cũng có vài trăm cái. Vài trăm cái nắp pin. Vài trăm cái nắp này. Kêu lắm. Hai cái này Phan Đình Đáp. Cái này thì giữ lại. Sang đến cái bộ phên vỉ. Bộ phên vỉ này. Bộ phên vỉ này thì bây giờ mình sẽ
tắm rửa cho nó sạch đẹp, phơi nắng. Ngày hôm nay trời nắng đẹp, công tác gì hết rồi này. Thôi nhưng mà nó gì là việc của nó. Thế còn cái này là hôm qua test rồi, cái radio AM tốt lắm, nét lắm. Thế nhưng mà cái băng sóng FM thì nó lại trần văn xui. Trần văn xui nhá. Đấy, cái này đã thay bộ equalizer. Thay bộ equalizer. Đấy, vết hàn đây này. Đấy. Đấy, lắp thêm một diode vào đây. Công tắc ghi gãy rồi. Đèn cấp nguồn cho phần cassette gãy chân. Tung mạch, long mạch. Sang bên đây thì chưa đào bới xây lộn gì. Thôi kệ nó nhá. Nó tung là việc của nó. Và xem bây giờ xem hai bộ cơ. Xem cái bộ cơ này trước. Cái video ngày hôm qua mình chia sẻ với lại quý vị và các bạn là đây là cái cửa B đài Sony 710. Cửa A thì có vớt mà, đây là cửa B. Thế nhưng mà về nguyên bản của nó là nó không có cái con đèn bán dẫn này. Đấy, thế nhưng mà cái con đài này thì nó lại lắp thêm cái đèn bán dẫn ở đây. Để. Con này nãy mình dùng cái kính mình đeo vào để mình xoay thì cái con này tên là 7805. Cái này cái con đèn này này. Thế con này nó là con IC, con IC 3 chân. Chứ thực chế tế ra nó cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Còn mình là người nông dân thì mình biết con này là con 7805 thì nó là con ổn áp, con IC ổn áp 5V. Ổn áp điện áp dương, thế cho nó chuẩn nhá. Thế còn những cái cao nhân mà người ta có kiến thức uyên thâm về điện tử thì không biết cái con này là con gì thì mình cũng không biết. Thế nhưng mà mình biết theo cái sự hiểu biết nông cạn của mình ấy, cái con này là con IC ổn áp 5V. Ổn áp điện áp dương. Thế còn điện áp âm của nó là con 79. Thì ở trong cái IC họ ổn áp 78 và 79 thì 78 là điện áp dương và 79 là điện áp âm. Ví dụ như con này là 7905 thì nó ổn áp âm 5V nhá. Đấy, nó ổn định dòng điện nhá. Đấy, bây giờ cái này là điện áp ra của nó là 5V là đều, chứ còn vào đây cái ngõ vào của nó là 12V ấy. Ngõ vào ở đây 12V. Đây là mặt trước của bộ cơ này. Thì lý do tại làm sao mà người thợ trước người ta lắp cái con IC ổn áp 5V này thì xin thưa với quý vị và các bạn, ở đây người ta dùng cái motor 6V à, DC 6V. Đấy. Tức là người ta không có cái motor 12V. Người ta không có cái motor 12V. Thế nên là người ta lắp cái motor 6V vào thì người ta phải thông qua cái thằng cu này để nó hạ điện áp xuống. Nó hạ xuống còn có 5V thôi thì nó mới chạy được. Còn nếu mà để thì 12V vào thì nó sẽ cháy cái vỉ ấy ở trong cái motor này nhá. Đấy, đấy là lý do tại làm sao mà người thợ trước người ta lắp cái con đèn này vào để cắt dây này. Đấy. Đây này, đây là dây vào này, đen là mát nhá, đỏ là dương, còn đây là dây ra, điện áp ra này, dây này. Đấy. Điện áp ra 5V ở đây vào 12V đây, còn chân giữa là mát. Bẻ cái chân giữa này vứt đi cũng được, lấy mát ở cái vỏ này nhá, lấy mát ở cái vỏ này cũng được. Đấy, tức là cái con này 3 chân nhưng bây giờ cái chân giữa này vứt đi. Thì lấy mát ở cái vỏ này, vỏ của cái con đèn này cũng được. Tháo ra mới biết được chứ hôm qua không biết được là người ta lắp cái con đèn vào đây làm gì. Đây. Đấy, cái chỗ để lắp cái phanh này để giữ cái bánh tì này. Đấy, lắp vào cái này là lắp bằng chân con tụ điện hoặc là chân con điện trở. Tức là người ta không có cái phanh nhựa ấy. Người ta không có cái phanh nhựa thì người ta phải làm cái biện pháp này. Nha. Đấy, một. Sang cái bộ cơ thứ hai là bộ cơ cửa A. Đây, bộ cơ cửa A này. Đấy, bộ cơ cửa A thì bên đây là còn cái phanh nhựa này. Bên đây cũng không còn cái phanh nhựa, bên đây cũng lắp bằng cái chân con điện trở hay chân con tụ điện này. Đây là bộ cơ chứ không phải mỹ cơ. Đây là bộ cơ. Bên đây thì motor zin. Motor zin 4 dây, motor 12V 4 dây motor zin. Đây là mặt đằng sau đây. Thôi thì trước khi coi như thế là mang đi tắm rửa nhá, trước khi mang đi tắm rửa thì quay lại. Chứ còn cái đài này. Amen. Cái này chặt quá. Cái này kiểu vớ vẩn để dính keo. Ui gì,
dính dính keo rồi, chứ thông thường nó không chặt đấy. Phải giữ cái dưới này, không nó rút phát nó tụt cả cái công tắc ra, nếu không không ra được, không ra được, nó dính keo rồi. Trước khi mang đi tắm rửa thì quay lại để cho quý vị và các bạn cùng xem và báo cáo là tại làm sao mà cái lý do làm sao mà người thợ trước người ta lắp cái con bắn dẫn vào đây, con IC ổn áp vào đây nhá. Đấy. Thôi thế bây giờ mình dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.